Xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với Hoa Lan Giao Phong Anh Gia. Và đây là một trong những cái dòng mà được nhận được sự quan tâm khá là nhiều trong năm nay. Trong đầu năm 2023 năm nay thì em nhận được sự ủng hộ của anh chị khá là nhiều về những cái dòng Dendro màu đỏ, vàng đỏ 5%, đỏ Đài Loan. Hai trước màn hình anh chị đây là một trong những cái thông chai đỏ. Trong những cái đỏ bình thường á anh chị, cây này có tỷ lệ sổ chớp nha, nhưng mà mình không bàn về tỷ lệ sổ chớp đó, mình chỉ phân tích về cái khuôn hoa thôi. Khuôn hoa là cánh bay anh chị ạ. Một chậu nó lên thác hoa hơi bị đỉnh, như anh chị thấy không, vòi hoa nè, một gan hai gan tay lên vòi hoa, màu đỏ rất là tươi sáng, ở phía dưới thì hơi màu vàng nhẹ. Đặc biệt hơn nữa anh chị, hoa của cái dòng này là một trong những cái dòng mà hoa đỏ có hương thơm vô cùng thơm. Em xin nhắc lại là thơm, rất là thơm anh chị ạ. Thơm như cái dạng mà Bensuda xưa đó, mùi thơm nó rất là thơm luôn, rất là đã. Đứng ở đây thôi nhưng mà một lùm hoa gì nhưng mà nó rất là thơm. Đặc biệt hơn nữa, những cái hình ảnh chậu bán đối với những cái chậu thông chai đỏ mà hoa như thế này, hiện tại em đang thuần thông sẵn cho anh chị là những cái chậu về đây cực kỳ đẹp. Để em đo gang tay đó, để em đo gang tay cho cô chú anh chị mình nha. Một gang, hai gang, hơn hai gang, và thân thủ của nó anh chị nó siêu mập luôn anh chị. Rễ nè đó, cô chú anh chị mình thấy rễ ra rất là đẹp. Và đây là những chậu mà em định vào chậu thiết kế, nhưng mà em xin chia sẻ anh chị, một là những cái chậu anh chị thích mà hàng đang đi ngọn thì em sẽ lựa những chậu đang đi ngọn như thế này với mức giá là 220.000 anh nha, đang đi ngọn. Anh chị thấy những cái chậu cái lô này nè, anh chị về là anh chị thấy là mê lên đó, anh chị thấy mập ú u luôn đó, là 220.000. Còn nếu như mà cô chú anh chị mình không thích những cái chậu mà anh chị muốn đang có vòi hoa sẵn luôn, thì em sẽ lựa chọn cho anh chị những cái chậu đang nhú vòi như thế này luôn. Nó đang nhú vòi hoa sẵn. Nhú vòi hoa sẵn thì mắc hơn 10.000, sẽ với mức giá là 230.000 anh chị à. Đó, thì do số lượng là anh chị thấy nguyên một giải này số lượng cũng tương đối ít, tầm khoảng 200 mấy chậu thôi, nên anh chị tranh thủ anh chị đặt hàng để em sẽ lựa chọn cho anh chị nha anh chị à. Em xin nhắc lại là hàng đang đi ngọn, mập bạp bụi lùm thì sẽ với mức giá là 220.000, còn hàng đang nhú vòi hoa thì sẽ mắc hơn 10.000, sẽ với mức giá là 230.000 anh chị à. Đây, những cái chậu như vậy, đặt hàng anh chị chỉ cần để lại số điện thoại anh nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều, và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau tại kênh Facebook cũng như là TikTok của Hoa Lan Di Phong. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.